Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip liên quan đến test sĩ quan cho anh em xem. Cụ thể ở đây là bài test của mình liên quan đến việc là SH mà lắp spanner cộng với Angel of Light, tức là thiên sứ ánh sáng, và SH lắp spanner cộng với lại chiến binh thép, thì đơn vị nào, sĩ quan nào sẽ giúp cho SH nó trâu hơn. Ok, thì đây cũng là một cái câu hỏi mà bạn Hải Trần Minh bạn ấy có để lại ở phần comment, và mình tiện đây mình sẽ làm clip review chung cho anh em cùng xem. Rồi mình sẽ có hai cái kịch bản test dành cho anh em. Kịch bản thứ nhất là sẽ sử dụng diệt tăng để đấu với từng trường hợp của SH có trang bị hai sĩ quan khác nhau. Và trường hợp thứ hai là mình sẽ sử dụng combo SH và pháo để đấu với bên kia nhá. Thì anh em nhìn hình nó sẽ rõ cả hai trường hợp như vậy. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like trying love, but it says no 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 no, just no 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 no. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. With you, my heart sounds like Shia LaBeouf.